Nhiều người dân thủ đô từ chiều hôm nay đã tranh thủ sắp xếp công việc cùng gia đình về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023. Ghi nhận từ đầu giờ chiều ngày 30 tháng 12, cửa ngõ thủ đô mỗi lúc một nóng khi lượng người và phương tiện tham gia đông đúc. Nhiều người đã tranh thủ sắp xếp đồ đạc để cùng gia đình trở về quê đón Tết Dương lịch 2023. Tại điểm xe buýt nằm trên đường Xuân Thủy, nhiều bạn sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe tới để về quê. Trên đường Nguyễn Xiển, giao thông đi theo hướng Pháp Vân đông đúc ngay từ đầu giờ chiều. Đường Nguyễn Trãi hướng về quốc lộ 6 cũng ùn tắc kéo dài. Mặc dù ngày mai mới là ngày nghỉ lễ chính thức, nhưng ngay từ chiều nay nhiều người dân đã tranh thủ về quê sớm để sum vầy cùng gia đình. Theo lịch, Tết Dương lịch năm 2023 được nghỉ 3 ngày liên tục. Thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết thứ Hai ngày 2 tháng 1 năm 2023. Do ngày 1 tháng 1 năm 2023 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Do thời tiết miền Bắc dịp này đang lạnh nên anh ấy khi di chuyển trên đường cũng đều trang bị cho mình khẩu trang, găng tay và áo ấm.